Những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay, các đội bóng Anh đã sẵn sàng mang đến những bữa tiệc bàn thắng cho người hâm mộ trong dịp Boxing Day. Luka Doncic chạm mốc 10.000 điểm tại NBA. Còn ở làng banh nỉ, Naomi Osaka tái xuất tại Brisbane. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang cùng theo dõi bản tin Thế giới thể thao được phát sóng trên hệ sinh thái thể thao VTVcab. Vào tối và đêm nay, sân cỏ Premier League sẽ sôi động với những diễn biến ở loạt trận Boxing Day. Tất nhiên, trong một dịp đặc biệt như thế này, các cổ động viên đều rất chờ đợi để nhận những món quà là những chiến thắng từ đội bóng của mình. Dù vậy, với người hâm mộ Manchester United, họ lại đang sống trong muôn vàn nỗi lo, nhất là khi nhìn vào phong độ mà thầy trò huấn luyện viên Erik Ten Hag thể hiện thời gian gần đây.